Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán dịch vụ giáo dục dành cho người mới bắt đầu của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Mảng dịch vụ giáo dục và đào tạo là một loại hình kinh doanh đặc biệt được ưu tiên hỗ trợ về thuế, phân loại dựa vào khối khóa học hoặc lớp đào tạo để thuận tiện cho việc hạch toán, cách tính giá thành và doanh thu lợi nhuận. Khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, giải quyết được những khó khăn va chạm xử lý trong thực tế. Các nội dung chính trong khóa học của mảng dịch vụ đào tạo dành cho các bạn mới bắt đầu thì ở phần đầu tiên sẽ phải đi vào các nguyên lý để nắm được các nguyên lý cơ bản, chuẩn mực trong kế toán, hiểu được các nguyên tắc và các tính chất. Sau khi học xong phần nguyên lý, sẽ bắt đầu đi vào thực hành chia làm 3 nội dung chính. Nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, nội dung thứ hai các hóa đơn chứng từ phát sinh trong kỳ và thứ ba là hoàn thiện báo cáo, sổ sách của cuối năm. Ở nội dung đầu kỳ sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc kiểm tra và tìm hiểu bàn giao lại sổ sách của kế toán cũ để chúng ta nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty. Thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. So sánh kiểm tra và đối chiếu lại các sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ làm trên các chứng từ thực tế của công ty, bao gồm các chứng từ mua vào, bán ra. Đối với các chứng từ thì chúng ta cần phải có hồ sơ đi kèm để chứng minh đó là chi phí hợp lý. Hướng dẫn cho các bạn các tình huống cụ thể đối với các trường hợp thường xuyên xảy ra của mảng dịch vụ giáo dục, các chi phí liên quan đến tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, các nội dung liên quan đến lập tờ khai, kiểm tra đối chiếu tờ khai trước khi nộp và cần phải nộp các khoản thuế nào vào hàng tháng hàng quý. Đối với trường hợp bị nộp phạt, nộp chậm thì các bạn cần phải hạch toán như thế nào, thực hiện việc tính giá thành của mảng dịch vụ để so sánh giữa doanh thu và giá vốn. Kiểm tra công nợ, phải thu phải trả để chúng ta có hướng xử lý. Kiểm tra số lượng tồn kho, đối với trường hợp bị âm kho thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Và nội dung thứ ba liên quan đến cuối kỳ, thực hiện việc kiểm tra lại các nội dung liên quan đến các chi phí phát sinh trong kỳ, đã hạch toán đúng hay chưa. Thực hiện việc tính giá thành kiểm tra lại một lần nữa để chúng ta lên báo cáo tài chính. Cân đối các số liệu tỷ trọng trong báo cáo trước khi nộp. Thực hiện việc in sổ sách báo cáo và kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế, hướng dẫn và nộp các báo cáo cũng như các tờ khai quyết toán trên trang thuế điện tử. Đó là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học mảng dịch vụ giáo dục dành cho người mới bắt đầu. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các khóa học và hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là tất cả các chứng từ, hóa đơn các bạn sẽ được làm trên giáo trình online. Nhấn xem giáo trình online trên trang web kế toán viethung.com của khóa học kế toán tổng hợp trong công ty đào tạo. Trong đó, các phần 1, phần 2, phần 3 là các nội dung các bạn hoàn toàn có thể xem miễn phí các chứng từ hóa đơn cũng như video hướng dẫn cụ thể đối với từng chứng từ hóa đơn đó trước khi chúng ta đăng ký khóa học. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.